Các bạn thân mến, một trong những cách tốt nhất để nắm được thông tin của thị trường, biết được sản phẩm của những công ty cùng ngành nghề với mình, đó là chúng ta phải ra ngoài thị trường. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta bước vào một trung tâm mua sắm, thì chúng ta quan sát những cái sản phẩm mà cùng chủng loại với cái sản phẩm mà chúng ta đang sản xuất, xem bao bì của họ, cách trưng bày của họ, thậm chí quan sát xem người mua chú ý đến những cái dòng sản phẩm nào nhiều nhất. Từ đó chúng ta xem xét kỹ cái sản phẩm đó, rút ra cái kết luận tại sao sản phẩm đó lại hấp dẫn, và chúng ta sáng tạo ra những cách thiết kế, những cách trưng bày cho nó phù hợp để mà gia tăng cái mãi lực của cái sản phẩm đó. Thành ra là một cái người bán hàng thì chúng ta phải ra ngoài thị trường, nơi mà có những mặt hàng của đối thủ đang được trưng bày, và chúng ta xem xét kỹ đó. Đó là hoạt động không thể thiếu nếu như chúng ta muốn gia tăng doanh số và muốn trở thành người bán hàng thành công.